Tin mừng theo Thánh Luca. Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Biết và tin. Có một đôi bạn trẻ đến gặp nhà thông thái để xin lời chúc phúc cho tình yêu của mình. Nhà thông thái mỉm cười và trao cho họ miếng gỗ có khắc dòng chữ "Hãy tin". Vài năm sau, cô gái tìm thầy trong tâm trạng đầy tuyệt vọng. "Chúng con chia tay rồi." Anh ấy lúc nào cũng muốn biết mọi sự, muốn xác nhận mọi lời con nói và mọi việc con làm. Anh ấy không tin con nữa. Con cảm thấy mệt mỏi lắm. Con người thường thường có xu hướng chấp nhận điều mình đã biết hơn là phải tin vào một điều không rõ ràng. Để tin vào một điều gì đó, cần có một thái độ phó thác và tình yêu sâu thẳm trong lòng. Trong mối tương quan người với người, nếu chúng ta chỉ muốn biết mà không chấp nhận tin, thì có nguy cơ tương quan sẽ đổ vỡ. Dân chúng muốn Đức Giê-xu làm phép lạ không phải để họ tin, nhưng để thách thức người. Đức tin là ân sủng của Thiên Chúa. Càng muốn nhìn thấy phép lạ, con người càng cho thấy mình yếu lòng tin nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban đức tin để chúng con thực sự biết Ngài hơn. Amen.